Ngọc Trinh dạy dỗ cháu gái cẩn thận, rèn giũa kỹ năng sống, từng bước đưa vào showbiz. Người ta hay nói là muốn dạy trẻ con biết yêu thương và chia sẻ thì mình phải dẫn chúng đi thật là nhiều cái hoạt động từ thiện. Gần cuối giờ về thì bà He mới ngủ dậy rồi chịu vô chơi với các bạn. Điều này về là tối ăn hai cây chắc luôn rồi, vì không thực hiện được lời hứa với Út. Dậy đúng giờ vui vẻ nè, ăn uống ngon miệng nè. Mỗi lần con làm việc gì đó tử tế và con biết chia sẻ với bạn bè là con sẽ được 5.000. Mai mốt là con sẽ được tự cầm tiền đi nhà sách mua đồ với cái bảng điểm này nè. Ngọc Trinh có một cô cháu gái thường gọi là He. Cô bé được Ngọc Trinh lột xác từ diện mạo, cách ăn diện và định hướng rất nhiều con đường tương lai. Trong một đoạn clip Ngọc Trinh đăng tải về He, có người bình luận nói rằng cô tập luyện, dạy bé He để từng bước đưa nhóc tì vào showbiz. Trước điều này thì Ngọc Trinh liền thừa nhận đúng là như vậy. Thế nên, Ngọc Trinh hay dẫn He đi sự kiện có góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí. Đến nơi đông người, cháu gái Ngọc Trinh không hề sợ hãi một điều gì cả. Cô bé còn dạn dĩ, tạo dáng, tương tác với ống kính nữa, rất có tương lai luôn. Trước đó, Ngọc Trinh còn từng dẫn bé He đi gặp gỡ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Hằng, Lương Mạnh Hải. Lần đó, khán giả cũng khá ngỡ ngàng không rõ lý do Ngọc Trinh dẫn cháu gái theo là gì. Nhưng dần dần ai nấy cũng hiểu là tương lai He sẽ vào showbiz nên tập làm quen, tiếp xúc với nghệ sĩ. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh còn dạy cô cháu gái của mình vô cùng cẩn thận. Khi He đi học mà bị giáo viên mách lại cái gì là về nhà, Ngọc Trinh đều xem xét dạy lại cô bé hay đưa ra một hình phạt với He để lần sau nhóc tì rút kinh nghiệm. Ngọc Trinh cũng dạy cho He việc biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Cô nàng dẫn cháu gái đi làm thiện nguyện, đi ăn uống vỉa hè để trải nghiệm, chứng kiến mảnh đời khó khăn hơn mình. Theo dõi Ngọc Trinh, có thể thấy cô nàng cũng khá nghiêm khắc để dạy dỗ bé He, chứ không hề cưng chiều này nọ. Đặc biệt, Ngọc Trinh cũng thường được khen là có cách dạy trẻ nhỏ rất tốt. Cô thường đưa ra nhiệm vụ cho bé He thực hiện, sau khi đạt được kết quả thì Ngọc Trinh sẽ thưởng cho He để cô bé có mục tiêu mà cố gắng lần sau. Con sắp được đi thử hiểu như ốp rồi. Bây giờ con sắp trẻ yêu chơi cho các bạn nè. Con khó rất nhiều được chơi. Mời người con quê là ốp mua cho con nhiều lắm. Con nghĩ là các bạn sẽ rất vui. Con mốt thì sẽ chạy chờ đồ chơi với bạn. Các bạn ở nhà của con nè. Con thật nhất là mì gói. Con ăn xong con có được sử dụng thể thao. Mời thấy cưng con bơi giỏi không? Bơi xong cưng hội dụng cho ốp. Sao mời cô chú vị trí nhà? Cố gắng hết sức. Con biết nhà nè. He được đánh giá như bản sao của Ngọc Trinh. Sau khi được nữ hoàng nội y định hình phong cách trưng diện thì He như một fashion nhí. Đồng thời, He cũng rất có năng khiếu nghệ thuật như là diễn xuất. Trong các clip TikTok do Ngọc Trinh đăng tải thì cô bé diễn cũng rất ra gì và này nọ đó, thần thái cũng không thua một sao nhí nào của Vbiz chứ đùa. Còn gì nữa đâu mà khóc với. He là con gái của anh trai Ngọc Trinh, nhưng do bố mẹ của He tan vỡ và anh Ngọc Trinh phải gà trống nuôi năm con nên cô đã đưa nhóc tì về chăm lo, xem như con gái ruột. Tuy nhiên, nữ hoàng nội y khi chưa tiết lộ thân thế của bé He thì nhiều người đã nói He là con ruột của cô vì nhóc tì khá giống Ngọc Trinh từ đôi môi trúng chím, gương mặt tròn. Còn bạn thấy sao về việc Ngọc Trinh muốn đưa He vào showbiz? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé!